Hello bạn nha, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình và mình là Cảnh Sam 80 Vlog đây. Thì hôm nay mình sẽ có một màn tròn cũng rất là thú vị nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ đem trái dưa leo á, mình đem trái dưa leo bỏ cầu. Đó. Cái lát mình đổi thử vợ mình là đem trái dưa leo yêu cầu làm cái gì để coi vợ mình nó trả lời với mình như thế nào nha các bạn. Thì ok, thì bây giờ mình sẽ đem trái dưa leo trồng để trồng trước. Đó, ok. Khi nào nó mình thấy nó đi gà đi từ cái chổng ra cái mình vô nhìn giả bò vô lấy trái dưa leo nha. Ok thì mấy bạn nó xem hết cái video này của mình nha. Ok đi thôi. Ok mọi người, thì bây giờ mình sẽ đi bỏ trái dưa leo chổng nha. Để lát vợ mình nó có đi vô đi ra rồi xem mình sẽ vô mình lấy trái dưa leo rồi mình hỏi nó. A few moments later. Em ơi ra nghe rồi. Ủa trái dưa leo đâu để trong cầu tắm vậy? What? Sao anh thấy cái dưa leo trong cầu tắm vậy? Mới đi vô cổng luôn á. Ủa bị sao? Chứ không lẽ anh nghĩ em vừa đái vừa ăn dưa leo à? Nên dưa leo vô làm chi vậy? Có em không trời? Có em vô không chứ ai đâu vô. Ủa có mắt à, anh nhìn thấy em đem dưa leo vô vậy? Mới thì em đi vô, ai đem chứ ai đem vô. Nhưng mà em quẹo lên rồi anh đi vô đó. Tâm tâm nữa nè. Anh đem dưa leo làm gì? Tự nhiên đem dưa leo vô. Có đem không trời? Ừ nhỉ. Rõ ràng là em đem rõ ràng. Em nhào xuống đây, xong rồi em đi vô đây. Anh không thấy luôn hả? Anh bấm đợi có thấy đâu. Mà em để giống này nào vậy? Đã nó không có đợi. Em vô cổng em để rõ ràng. Mà nãy giờ ai đem vô cổng này. Thế dưa leo còn lạnh ướt ướt nữa nè. Đi đi mà. Còn ướt ướt nữa nè. Anh để. Anh để đâu, anh để làm gì anh? Em đi leo lên làm gì? Chỉ có em mới đem dưa leo vô thôi nè. Ủa chứ anh đem dưa leo vô làm gì? Hả? Mà thử coi. Cậu còn tâm luôn nè. Còn nước nước nữa nè. Tôi có nhớ nhớ không? Thì em có lấy cái mũ lạnh giá hay gì đó. Em lấy rõ ràng, anh lấy đâu? Ủa mắt nào anh nhìn thấy em lấy ra. Anh thấy để vô cầu rõ ràng em làm gì chồng? Em lấy dưa leo làm gì chồng? What the fuck? Đâu, chắc lấy về mục đích khác. Em nghĩ là lấy về mục đích khác là được. Ngay trái dưa leo có gai luôn mới chịu. Sao không lấy hổ qua luôn đi? Mục đích khác là lấy gì cho nội? Trời, bó tay em luôn á. Gì chơi? Em làm gì chứ với trái dưa leo này? Trái dưa leo này chứ trái dưa leo này anh để nấu mì mà em làm cái gì rồi sao anh ăn được? Em làm gì rồi sao anh ăn được? Trời, em không biết cái gì đâu. Ôi trời. Ôi, còn hôi luôn nè. Hả? Có cái mùi gì đâu trời. Tanh tanh hả? Giống mùi mùi cá vậy á. Cắn luôn. Có gì đâu. Trời ơi, em ghê thì chưa. Nãy giờ em làm gì trái dưa leo này? Lên lên đi, chắc ăn.
What the hell? Gai gai của nó tà hết luôn rồi nè. Gai gì đâu. Ủa
Thôi đi đừng có chói. Không tập luôn. Thôi đừng có chói. Tập gì mà tập? Thôi đừng có chói. Rõ ràng là em chưa tập. Bất cờ lên qua chứ anh nghĩ sao vậy? Em làm của em ăn. Thì bữa bạn như phát hiện, bị phát hiện thì đi ra quên lấy. Cái gì? Cái nó mì em ăn ấy. Không mì gì rồi. Còn cái trái leo em đem em làm vậy rồi lấy gì ăn? Không bị không? Thôi bỏ tay em luôn rồi. Đi rồi, trời biển thái luôn. Rồi em biết. Ôi mẹ lấy á. Mẹ lấy chống bệnh gì mẹ? Em có chứ, em mới vô đó, nên nấu gỏi gàng. Ủa chứ em để chẳng làm gì em? Mày em làm gì đó? Em làm gì em? Ăn. Là gì? Là gì em nghĩ là trái dưa leo đó để làm gì? Nhỏ. What the hell? Ôi, biết đâu nại. Thằng leo quá à. Ôi ôi. Ôi trời ơi. Ôi, 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 miếng thái quá à, miếng thái. Rồi, đi chơi em luôn. Mày móc chơi gì đâu, mày móc chơi dưa leo luôn đi, vậy định chơi em hả? Có đâu. Mày móc chơi dưa leo đi thôi, khỏi. Không mày móc chơi dưa leo đi nghe, định chưa anh? Vô viếng trời. Viếng gì? Rõ ràng đó còn chói cãi nữa. Bỏ ràng rồi. Rõ ràng cái gì? Rõ ràng là trái dưa leo trỏng rồi đó. Em vô trỏng, đem trái dưa leo vô, không biết chuyện gì xảy ra. Anh cứ thấy em cầm không? Anh không thấy em gặp nhưng mà anh vô trỏng anh thấy trái dưa leo nhét vô túi quần của em. Ủa dưa leo em hả? Ủa mà cái trái dưa leo nhét vô túi quần của em thì sao, nó chứng minh được cái gì? Chứng minh là em làm gì trái dưa leo. Thôi em làm gì đâu. Thôi thôi đi đừng có chói nữa. Thôi em ơi thôi. Em có làm gì đâu. Thôi có chồng làm gì mà đi lấy dưa leo. Chị thì giờ vô nè. Có chồng làm gì mà lấy dưa leo. Hắn có thiệt không? Có sao, ít nhất thì cũng bằng chài đông tiêu chứ làm gì có cái dưa leo ạ. Chài đông tiêu sao nhát. Đó rõ ràng thì nói luôn, nói luôn nha, rõ ràng nói luôn, rõ ràng thì nói luôn. Chài đông tiêu thôi thôi thôi, giờ mới thôi, giờ mới nói, giờ mới khai nè, giờ mới khai nè. Không, ý em là cây chài đông tiêu bự quá. Lại đi lưng. Thôi thôi thôi. Rõ ràng mới nói, chính mẹ nói rõ ràng luôn. Không. Tại vì em Vậy là nhét cái nào được. Nhét cái nào được nó. Đi chơi đi hết mình. Thôi. Ôi mốt chơi với leo đi, tôi nghỉ chơi với mấy người luôn rồi. Chơi với leo đi. Có đâu chồng ơi. Em mới đi vô đây. Kem quẹo vô đó. Chứ em đâu mà em có loại tủ lạnh em mở đâu. Vậy là chiều tắm mà đem vô phải không? Ủa sao nó còn lạnh nhắc? Ai biết được. Hay quá à. Hay là hồi nãy mới vô ghiền ghiền nữa rồi ra nhanh. Trời. Thôi, mốt chơi dưa leo đi nghỉ chơi. Đi chơi. Thôi, mốt chơi dưa leo đi. Có không? Thiệt, để cho biết còn cái nào nha. Nãy anh kiếm là túi quần hả? Có không trời. Thôi mốt em chơi với dưa leo đi. Ê, em nãy em không thấy anh đem từ cầu ra nghe nè. Anh lấy túi lạnh. Ủa em đi vô chổng sao em thấy? Thì bởi vậy. Ai? Anh vô chổng anh thấy. Còn lạnh mắt. Ủa mắt gì anh phải nói dốc em làm gì? Mắt gì anh vô sống em làm gì? Ai? Giờ em thừa nhận đi. Làm cái gì? Lấy trái dưa leo à, là mốt là chơi dưa leo nha, đừng chơi tao nha. Mốt chơi dưa leo đi, đừng chơi tao. Thù dưa leo hủ qua sầu riêng gì đó. Nghỉ chơi rồi, đừng chơi chung thôi. Mốt chơi với hủ qua sầu riêng dưa leo hay là anh đúng không? Cái gì đó cũng dền hay môn gì đó. Đó, trời ơi trời. Xuống áo xuống lạnh ra lấy nè, đúng không? Cái, anh khai không? Khai gì? Khai vô duyên. Ôi, chơi dưa leo. Có chồng kia chơi dưa leo. Chơi dưa leo đâu? Dưa leo có chơi gì dưa leo?
quá không có cái gì vậy. Em anh còn thấy củ cải trắng ở đâu kìa. Củ cải trắng thì để mẹ nấu canh. Còn dưa leo của anh mới dám lấy phải không? Rõ ràng luôn. Củ cải của mẹ không dám lấy nè, còn dưa leo của anh mới dám lấy nè. Ăn thôi đã. Rồi không sao. Mốt chơi dưa leo đi rồi. Nó chơi dưa leo đi đủ cỡ, miếng cỡ nào cũng có hết trơn. Muốn kích cỡ lớn có thì lấy dưa leo đi. Cái này mới lớn. Thôi, thôi. Làm như đó giờ chưa coi á. Thì tùy theo thời tiết nó phải Mốt chơi dưa leo đi đừng chơi với tôi nữa. Ngủ ăn, không có gì ăn thì ngủ. Rồi, mới mốt kia bằng ngọc dưa leo. Mốt anh luôn tên em bằng ngọc dưa leo á. Nói ra khác. Ngủ mà. Ngọc dưa leo. Không có. Rồi, ngọc dưa leo, mới mốt qua hủ khổ qua. Nhà nó không có nha. Ngọc dưa leo. Ngọc dưa leo. Đứa nào để vô? Em. Ngọc dưa leo thôi, ngọc dưa leo. Liên quan gì anh? Ủa? Không, ủa tự nhiên nhà có hai đứa rồi, em không để hả? Ai để? Em. Ngọc dưa leo. Khai không? Mất mới gì? Khai không? Em đừng có áp đặt cái tội đó cho anh nha. Em tự lấy rồi giờ em đổ thừa anh là sao? Thôi, dưa dưa có nghĩ chơi anh. Mà để anh đăng TikTok là ngọc dưa leo. Ôi, vô duyên quá à. Lỡ người ta không biết liền còn sao. Thôi, anh không biết. Ngọc dưa leo đó, anh không biết. Đó, nói không? Chuyên gia muốn phá hoại cái củ khai đó đâu. Thôi, đi ngủ. Dưa leo. Để chơi ăn luôn á. Không biết ở trong phòng còn cái dưa leo nữa không nữa nè. Không có ăn rồi. Vậy con ngồi tắm nó leo luôn. Rõ ràng ha, nói rõ ràng luôn. Không. Rồi thẳng đây gặp dưa leo. Đó, gặp cái dưa leo anh nhớ không? Gặp dưa leo. Mốt ở tên Facebook nha, gặp dưa leo để anh đổi cho. Hello các bạn. Thì hôm nay Ngọc dưa leo sẽ em biết mà. Biết gì? Anh mới quay mà. Anh mới quay là anh quay cho các bạn coi mà. Là anh mới quay cho các bạn coi là bữa nay Ngọc dưa leo bữa nay Ngọc đổi Ngọc Bích đổi thành Ngọc dưa leo. Anh để đúng không? Anh để. Đấy bạn ơi, Ngọc bây giờ Ngọc Bích đã đổi tên. Ra. Em coi thời gian là biết à, khỏi con khỉ họ. Khỏi gì? Khỏi gì? Không có coi gì hết trơn á. Thôi, khỏi. Ngọc dưa leo nha, bữa nay Ngọc Bích theo đổi tên bằng Ngọc dưa leo nha các bạn. Tôi video quen mọi người đúng không? Nè, nó, trời ơi. Xảo theo. Xảo. Chó. Ok bạn, thì mà cho mình tới đây cũng kết thúc rồi nha các bạn. Thì nếu các bạn xem thấy hay hãy nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Các bạn ở clip lần sau, bye bye các bạn.